Con biết bây giờ mẹ chớ tin con. Khi thấy mai đào nở vàng bên non, năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay em bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào thùa chơi yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi, bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trông bánh trưng chờ trời sáng đỏ hay hay những đôi má đào. Em Tâm xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Tâm. Thời điểm hiện tại là ngày 23 Tết. Cái thời điểm này cũng là một thời điểm rất là cận Tết rồi. Và đối với khách hàng đang có nhu cầu tham khảo những sản phẩm âm thanh để mua sắm trong cái dịp Tết năm 2024, thì em nghĩ rằng các bác nên đưa ra quyết định sớm. Tại vì là sau khoảng 1-2 ngày làm việc nữa thì đối với những cái khách hàng ở những cái địa chỉ xa so với Thanh Tâm ấy, thì bên em sẽ gửi hàng, tuy nhiên thì sẽ không đảm bảo được cái tiến độ mà các bác có thể nhận hàng được trong cái trước Tết hay không. Vậy cho nên là nếu mà bác nào quan tâm những sản phẩm mà em Tâm sắp tung lên clip cũng như clip test trên kênh sau đấy, các bác nên cân nhắc liên hệ với số Zalo của em Tâm để chúng ta có thể tham khảo thêm, bàn bạc thêm về cái hình thức của máy, chi tiết, nội dung, mức giá để đưa ra cái quyết định mua hàng sớm để kịp chơi trong cái dịp Tết năm 2024. Còn đối với các khách hàng ở Hà Nội hoặc là các tỉnh lân cận mà có những cái tuyến xe khách tiện đường ấy, thì các bác có thể mua sắm thoải mái đến từ giờ đến tới 30 Tết các bác nhé. Và ngày hôm nay thì cũng là một ngày rất là đặc biệt, ngày mà cái lô hàng cuối cùng của năm 2023 về để phục vụ cái dịp Tết năm 2024. Thì đối với cái chu trình cũng như quy trình về hàng mỗi năm ấy, thì cái lô hàng này sẽ về sớm hơn so với dự kiến so với năm nay. Nhưng năm nay thì bị trục trặc một chút, ngày hôm nay về cũng khá là cận Tết rồi. Vì thế cho nên là các bác khi mà xem những cái clip mà em Tâm đăng tải thì các bác có thể quyết định ngay. Rất nhiều những hệ thống dàn mini cũng như hệ thống đầu giải mã, đầu CD tích hợp giải mã đang tích hợp và đợi chờ các bác ở trên kênh YouTube của Thanh Tâm. Các bác hãy ấn đăng ký kênh cũng như đăng ấn thông báo để theo dõi. Và đặc biệt đối với các bác ở xa, nếu mà các bác chưa có điều kiện để mua luôn để chơi trong dịp Tết hoặc là cái thời điểm mà nó sẽ không ship được cho các bác, thì bên em vẫn nhận cọc và qua Tết sẽ tiến hành gửi hàng cho các bác như bình thường các bác nhé. Sản phẩm đầu tiên mà em Tâm lựa chọn trong cái lô hàng cuối năm này là một chiếc ampli đến từ thương hiệu Sony. Và con máy này cũng đã cháy hàng tại Thanh Tâm khoảng 2 tháng nay rồi. Ngày hôm nay thì về được một máy duy nhất thôi. Và đây là một trong những con ampli tích hợp giải mã đến từ thương hiệu Sony với 3 khả năng kiêm nhiệm: ampli, DAC và Nasceiver. Chiếc Sony HS1. Cũng giống với những chiếc Sony đã về hàng trong năm của Thanh Tâm thì đều là những hàng đẹp tuyển chọn xuất sắc trên 98%. Và con máy này cũng như thế. Các bác có thể nhìn thấy đó là cái thiết kế của Sony HS1 thì được thiết kế bằng nhôm phay xước toàn phần mặt lưng cho tới mặt trước. Và con máy này thì được trang bị một màn hình hiển thị LCD dạng màu rất là sắc nét để các bác có thể quan sát được mọi cái thông tin bên trong của máy. Bây giờ em sẽ quay một chút về các cái cổng kết nối phía sau. Sau đó em sẽ giới thiệu tới các bác các cổng cũng như các tính năng của cái nút bấm ở phía trước và mức giá của máy các bác nhé. Và các bác rất là thông cảm giúp em. Thời điểm hiện tại em làm clip thì ở bên ngoài, không gian bên ngoài có một đội thợ người ta đang thi công, cho nên là sẽ có những cái tiếng máy cắt hoặc tiếng máy khoan, nó ảnh hưởng tiếng ồn vào cái video của chúng ta. Để các bác nghe, các bác hết sức thông cảm giúp em. Tại vì là cũng thời điểm cận Tết rồi, em không làm cách nào được nữa, vẫn phải lên hàng để các bác có thể tham khảo, để các bác có thể nắm bắt một cách sớm nhất. Đây là chiếc HS1 ngày hôm nay về hàng. Các bác lưu ý nhé, HS1 chỉ có một máy duy nhất thôi. Chỉ có duy nhất một máy này thôi các bác nhé. Vậy cho nên là nếu bác nào quan tâm tới máy này thì có thể chốt ngay. Hình thức thì như đã chia sẻ với các bác thì đẹp xuất sắc, đều đẹp như những thiết bị trước hết. Cực đẹp luôn. Phía sau của máy thì chúng ta sẽ có các kết nối của, đầu tiên là sẽ có nguồn vào này. Nguồn vào sẽ là nguồn 100V. Quạt thoát nhiệt cho cái chế độ ampli cũng như ổ cứng bên trong. Cầu loa speaker thì sẽ trang bị cầu loa dạng bắp chuối với trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Và bên này thì chúng ta sẽ có một cái đường hiện tại em kết nối, đó là đường xuống ampli khác. Có nghĩa là hiện tại em đang dùng con ampli này như một con DAC giải mã cho một bộ khác.
và máy cũng trang bị hai cái đường line 1 và line 2 để các bác có thể kết nối với những thiết bị khác. Ngoài ra thì HS1 còn trang bị hai cái đường digital in với optical và coaxial. Hiện tại thì em đang kết nối đường optical để lấy nhạc test cho các bác, và một đường nữa là đường mạng LAN cũng như là USB ổ cứng. Con này thì cái ưu điểm của nó thì là một trong những sản phẩm của cha đẻ tiêu chuẩn Hi-Res Audio. Vì thế cho nên là nó khả năng giải mã của nó là tất cả những cái dòng nhạc cũng như là cái chế độ định dạng nhạc lên cả DSD 11.2. Sony HS1 thì cái thế mạnh của con máy này đó là nó sẽ có ổ cứng bên trong máy luôn. Có nghĩa là nó sẽ tích hợp cái ổ cứng 500GB bên trong máy để các bác có thể cóp nhạc vào, xóa nhạc đi. Nói chung là các bác có thể thay đổi cái nội dung bên trong một cách tùy biến theo cái nhu cầu của người dùng. Và khi chúng ta khai thác con máy thì chúng ta sẽ sử dụng chính cái ổ cứng đó để khai thác, rút nhạc ra và chơi như một chiếc ampli kết hợp với loa khác, hoặc làm một con DAC như hiện tại em đang kết nối với hệ thống âm Rector. Con này thì sẽ hỗ trợ thêm hai đường digital in, đó là đường optical, đường coaxial và hai đường line in. Mặt trước của máy thì các bác có thể nhìn thấy đó là chúng ta sẽ có nút bật tắt máy này, home để quay về màn hình chính này, back để quay lại, nút push enter chúng ta có thể lựa chọn và ấn thẳng vào là chọn, và nút play cũng như là pause, và đây là tăng giảm âm lượng của chế độ chơi theo dạng công suất, có nghĩa là kết nối với loa. Còn đối với HS1 khi mà chúng ta đang chơi theo cái tính năng đó là tính năng DC thì nó sẽ không có tác dụng gì cả. Con máy này thì ngày hôm nay em đang để với cho các bác với mức giá cực tốt luôn, đó là 14,5 triệu các bác nhá, 14,5 triệu, và chỉ có duy nhất một máy Sony HS1 thôi. Đây là một trong những cái đối tác của mọi dòng loa bookshelf và loa thùng cũng như là loa cột các bác nhá. Bạn nào quan tâm tới chiếc này có thể liên hệ tới một trong hai đầu số hotline của bên em. Em sẽ xin mời các bác tham khảo tiếp chi tiết cái chất âm của chiếc ampli số này. Con biết bây giờ mẹ chớ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên non. Năm trước con hẹn đào xuân sẽ về, nay én bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào thùa chơi yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi. Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trông bánh trông chờ trời sáng, đỏ hay hay những đôi má đào. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Đàn trẻ thơ ngày chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới, ba ngày xuân biết không về mẹ chớ em trông. Nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng trà sông chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm. Mẹ ơi con xuân này vắng nhà. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Đàn trẻ thơ ngày chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới, ba ngày xuân đi khoe sông
chờ em trông. Nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng trà xuống chiến trường, không lẽ riêng mình em ấm? Mẹ ơi con xuân này vắng nhà, bao lứa trai cùng trà xuống chiến trường, không lẽ riêng mình em ấm? Mẹ ơi con xin đợi.